Rồi chứ vô nói này nha. Nói gì? Bà hay tin gì chưa? Không, tin gì vậy? Trời ơi, cái thằng khứa của bà đó bà nội. Sao? Không thấy gì luôn. Không, đâu hay, anh bị gì? Vậy mà yêu đương cái gì bà nội. Nè, thấy chưa? À, tôi mở cho Facebook cho bà coi gần ở trên nguyên cái xóm trên nè. Tôi gần nhà nó nè. Nó có vợ rồi mà bà đi yêu nó làm chi? Nè. Cái này chói cái gì nữa mà chói. Tôi không biết đâu. Đó, tôi đi nhà chuyện xíu gì đâu, tôi đi về. Bà đừng khóc nha. Anh đã có vợ con buông những lời ông bướm. Em con gái nhà quê ngỡ đâu tìm được bên bờ. Ngờ đâu bao năm qua em vô tình là kẻ thứ ba. Mang trên mình là tiếng xấu xa. Yêu thương này làm sao nỡ qua. Bao nhiêu tiếng dèm pha người ta buông lời chê trách. Em biết nói làm sao với cha mẹ và xóm giềng. Dạo như con thiêu thân dấu gia đình rầy là càng ngăn. Yêu anh rồi giờ biết sao đây. Bao đắng cay đành phải chấp. Phần em con gái đau lòng lắm anh. Thôi anh hãy về đi, về bên gia đình yêu dấu. Bao đêm nghĩ dần dơ vết nhớ này mang suốt đời. Giờ con anh đang mong hãy an lòng đừng lo đến em. Bởi cuộc đời phần số lòng sẽ không lấy chồng. Anh đã có vợ con buông những lời ông bướm. Em con gái nhà quê ngỡ đâu tìm được bên bờ. Ngờ đâu bao năm qua em vô tình là kẻ thứ ba. Mang trên mình là tiếng xấu xa. Yêu thương này làm sao nỡ qua. Bao nhiêu tiếng dèm pha người ta buông lời chê trách. Em biết nói làm sao với cha mẹ và xóm giềng. Dạo như con thiêu thân dấu gia đình rầy là càng ngăn. Yêu anh rồi giờ biết sao đây. Bao đắng cay đành phải chấp nhận. Phần em con gái đau lòng lắm anh. Thôi anh hãy về đi, về bên gia đình yêu dấu. Bao đêm nghĩ dần dơ vết nhớ này mang suốt đời. Giờ con anh đang mong hãy an lòng đừng lo đến em. Bởi cuộc đời phần số lòng sẽ không lấy chồng. Giờ con anh đang mong hãy an lòng đừng lo đến em. Bởi cuộc đời phần số lòng đông có lẽ em sẽ không lấy.